Có chấp trước, ta gọi bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na cha hằng Brahma năng Brahmi yo ni chăng mát ti sam pha quang phô hòa đi na ma so hồ ti sa chê hồ ti sa chình sa kinh cha nô a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng Brahmi Brahma năng na cha hằng Brahma năng Brahmi yo ni chăng Ma te sam pa quang pho hoa đi na ma so hồn te sa chê hồ te sa kinh cha nô a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng brum mi brahma năng phải đâu do cha mẹ sanh thai bào dòng giống mà thành bà la môn nó chỉ là tên gọi suông nếu đeo cấu quế nói guồng dục tham không phiền não chẳng buộc ràng mới là phạm chí dựng hàng chân tu bản dịch của hòa thượng Giới Đức kinh và chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Tha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Thạnh, Đại Đức Minh Võ cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô Tu Nữ Tệ Duy, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị một mình cho biết tín hiệu nghe bảo. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 396 ạ. Nà cha hăng ba hăng mà năng vô thí vô ni chăng ma tỳ sang ba văn bồ hoa đi na mà so hô ti sa chê hô ti sa kinh cha nô a kinh cha na mà na đa năng ta ma hăng vô ni văn ma năng nà cha hăng râm mà năng vô ni Yô ni chăng mát tà sang ma văn Bà va đi ma nà sô hô ti Sa chê hô ti sa chinh cha nô A chinh cha năng a na đa năng Ta ma ham hô ni râm ma năng Ta không gọi phạm chí Vì chỗ sanh mẹ sanh Chỉ được gọi tên xuân nếu tâm còn phiền não không phiền não chấp trước ta gọi bà la môn đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu nà cha hăng râm mà văn vô hi hi chỗ như văn ma hư kỳ sông ba văn dù qua đi na mà sô hô ti sa chê hô ti sa chi cha nô à kim cha năng cha na mà na đa năng ta ma hâm vô ni hâm ma năng phải đâu do cha mẹ sanh thay vào dòng giống mà thành bà la môn nó chỉ là tên gọi suông nếu đeo cấu quế nổi lòng dục tham không phiền não chẳng buộc ràng mới là phạm chí giữa dự hàng chân tu đó là phổ thơ của hòa thượng Giới Đức cảm ơn chị Trang Đông đã bắt bài xin giải thích lại cho sức anh minh ạ. Dạ, sa thú chị Trần Đạo. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh con, cảm ơn cô Tuệ Duyên. Nhưng mà em muốn là cái âm thanh nó có bị nghe rè hoặc là nhỏ không ạ? Rồi em nói một cái kinh nghiệm luôn cho quý anh chị nhé. Dạ tốt rồi thì ngày hôm qua là không có nghe được mà nó kỳ kỳ sao á
Bây giờ là quý anh chị rút kinh nghiệm nha. Là hôm qua lại mình sạc pin cái iPad á, để gần cái máy laptop của mình á, nên á âm thanh nó bị nhiễu. Nên sau này á, quý anh chị mà có xài Bluetooth ở trên máy điện thoại hay là iPad gì á, thì quý anh chị để tắt đi, đừng 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 có để gần. Hoặc là để xa cái thiết bị mà wifi á, mấy anh chị để xa ra, chứ còn nếu không á thì nó sẽ bị nhiễu sóng với nhau á, là mình gặp cái trục trặc á, mình không có sinh hoạt room được. Rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, cô nữ tuệ duyên. Dạ em Minh kính chào quý anh chị, cảm ơn quý chị đã phát bài. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 396. 396. Na cha hằng rằm na Na cha hằng rằm ma nằng ru mi yô ni chăng ma tít sầm pha quăng hồ qua đi na ma sô hồ tít sa chê hồ tít sa kiền cha nô a kiền cha nằng a na đà nằng ta ma hằng ru mi rằm ma nằng Na cha hằng rằm ma nằng ru mi yô ni chăng ma tít sầm pha quăng Phô Va Đi Na Ma Sô Hồ Tí Sa Chê Hồ Tí Sa Kinh Cha Nô A Kinh Cha Nằng A Na Đà Nằng Ta Ma Hằng Ru Mi Râm Ma Nằng Na Cha Hằng Râm Ma Nằng Ru Mi Vô Ni Chăng Ma Tí Sâm Phá Quăng Phô Va Đi Na Ma Sô Hồ Tí Sa che ô ti sa kinh cha nô a kinh cha năng a na đa năng ta ma hăng ru mi râm ma năng ta gọi phạm chí vì chỗ sanh mẹ sanh chí được gọi tên xuân nếu tâm còn phiền não không phiền não chấp trước ta gọi bà la môn bản dịch của hòa thượng Minh Châu na cha hăng râm ma năng ru mi Yô ni chăng ma tít sâm pha quăng Phô qua đi na ma sô hô tì Sa chê hô tì sa kinh cha nô A kinh cha năng a na đa năng Ta ma hăng ru mi râm ma năng Na cha hăng râm ma năng ru mi Yô ni chăng ma tít sâm pha quăng Phô qua đi na ma sô hô tí sa chê hô tí sa kinh cha nô a kinh cha năng a na đà năng tạ ma hằng ru mỹ rầm ma năng phải đâu do cha mẹ sanh thai bào dòng giống mà thành bà la môn nó chỉ là tên gọi suông nếu đeo câu uế nối guồng dục tham không phiền não chẳng buộc ràng mới là phạm chí giữ hàng chân tu phổ thơ của hai thượng giới đức. Dạ mến mời sư Tina, dạ con kính mời cô tự duyên ạ. Con kính đảnh lễ Tam Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và con kính đảnh lễ cô tu nữ tại duyên. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Na cha hằng tâm mắt năng phù nữ vô nữ chân mắt tí sầm pháp quần phù hòa đi na ma su hồ tí sa chê hồ tí sa kinh cha nô a kinh cha năng a na đà năng ta ma hằng bùm nữ bầm ma năng Na cha hằng tâm mắt năng bùm nữ vô nữ chân mắt tí sầm pháp quần phù hòa đi na ma su hồ tí sa chê hồ tứ sa kim cha nô a kim cha nằng a na đà nằng tháp ma hằng vùng nít bầm ma nằng ta không gọi phạm chí vì chỗ sanh mẹ sanh chỉ được gọi tên xuông nếu tâm còn phiền não không phiền não chấp trước ta gọi bà la môn hòa thượng thích minh châu
Đà cha hăng văn mà năng vun ni vô ni chăng mãi tỷ xăm pha quăng phổ hoa đi na mà số hô tí xa chê hô tí xa kinh cha nô à kinh cha năng à na đa năng ta ma hăng vun ni văn ma năng Na cha hăng văn ma hăng vun mi yo ni chăng mãi tị xăm pha văn phổ hoa đi na ma so hô tị sa chê hô tị sa kim cha nô a kim cha năng a na đa năng ta ma hăng vun mi văn ma năng phải đồng do cha mẹ sanh thay bào dòng giống mà thành bà la môn nó chỉ là tên gọi xuông nếu đeo ấu ế cấu cấu ế nối nguồn dục tham không phiền não chẳng buộc ràng mới là phạm chí dự hàng chân tu hòa thượng giới đức con kính tri ân quý sư con kính tri ân đại tràng Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thực Phạm Minh Hạnh, Đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thị nam tín nữ. Nhà tự nhiên xin đọc và kể kinh pháp cú số 396. Nhà cảm ơn Sức Nhật Quỳnh. Na cha hăng râm ma năng ru mi ma yo ni châm mắt thì sâm pha quăng phô hoa đi na ma su ti sa chê ô ti sa chinh sa kinh cha nô A kinh cha năng a na đa năng tam mang ru mi ram ma năng na cha hăng ram ma năng ru mi yo ni cham mang ti sam pha quang Phổ ga đi na ma so ti sa che ho ti sa kinh cha no a kinh cha năng a na đa năng ta ma hăng du mi ram ma năng ta gọi ta không gọi phạm chí vì chỗ sanh mẹ sanh chỉ gọi tên xuông nếu tâm còn phiền não không phiền não chấp trước ta gọi bà la môn na cha hằng râm ma năng ru mi yo ni chăng mát tí sam phát quăng phô hoa đi na ma so hô tí xê hô tí sa kinh cha nô A kinh chân năng anada năng tam ma hằng ru mi ram ma năng phải đâu do cha mẹ sanh thai bào dòng giống mà thành bà la môn nó chỉ là tên gọi xuông nếu đeo cấu uế nói cuồng dục tham không phiền não chẳng buộc ràng mới là phạm chí dự hàng chân tu. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã đọc bài và kể xong. Dạ, kính mời chị Cẩm Vân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng,
con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 396. Ná cha hằng rầm má năng rù mí vô ní chân mát tí xâm bá quăng hồ hòa đi na má sô hồ tí xá chê hồ tí xá chinh chá nô á chinh chá năng á na đa năng tá má hằng rù mí rầm má năng ná cha hằng rầm má năng rù mí vô ní chăng má tí sầm phá quăng bồ hòa đi na má sô hồ tí xá chê hồ tí xá chinh chá nô á chinh chá năng á na đà năng tá má hằng rù mí rầm má năng ná cha hằng rầm má năng rù mí vô ní chăng má tí xâm bá quăng bồ hòa đi na má sô hồ tí xá chê hồ tí xá chinh chá nô á kinh chá năng a a na đa năng tá má hằng rù mí rầm má năng. Ta không gọi phạm chí vì chỗ sanh mẹ sanh chỉ được gọi tên suông. Nếu tâm còn phiền não, không phiền não chấp trước, ta gọi Bà La Môn. Phải đâu do cha mẹ sanh thai bào dòng giống mà thành Bà La Môn. Nó chỉ là tên gọi suông. Nếu đeo cấu quế nói buồn dục tham, không phiền não chẳng buộc ràng, mới là phạm chí dự hàng chân tu. Bạn phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong. Và mến mời bàn tay của Sip Nguyên Tịnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tệ Diên, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân cô Tệ Diên, cô ái Minh Xích Nhật Quỳnh, cho biết âm thanh rõ cô Rằng Đông. Dạ, con xin đọc câu Phật ngôn 396. Na cha hằng rầm ma năng ru mi yo ni chang ma ti sam pa quang pho qua đi na ma so ho ti sa che ho ti sa kinh cha no a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng ru mi rầm ma năng. Ta không gọi phạm trí vì chỗ sanh mẹ sanh chỉ được gọi tên suông. Nếu tâm còn phiền não, không phiền não chấp trước, ta gọi Bà La Môn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na cha hằng brahm ma năng ru mi yo ni chang mat ti sam pha quang pho qua đi na ma so ho ti sa che ho ti sa kinh cha no a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Dạ con à, dạ con kính mời vị kích. Phải đâu do cha mẹ sanh thai bào dòng giống mà thành Bà La Môn. Nó chỉ là tên gọi suông. Nếu đeo cấu uế nói cuồng dục tham, không phiền não chẳng buộc ràng, mới là phạm trí dự hàng chân tu của Hòa Thượng Giới Đức. Kính tri ân Xích Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con kính, dạ con thấy cô Thamacharya, con kính thỉnh cô lên đọc bài cô. Dạ con kính gửi mít đến đạo tràng, con kính thỉnh cô. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Chắc có lẽ là cô tu nữ Thâm Mát Cha Rỉ không cầm bịch được nên không thấy đưa tay. Dạ, cô có đưa tay được không? Cô có, hôm nay cô có cầm bịch được không ạ? Nếu cô có cầm bịch được cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, vậy là cô không bảo khám bệnh tại lại không thấy tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh xin được ông. Dạ, cảm ơn cô. Nhật Quỳnh xin được ông bài câu phúc của kinh số 396. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Na cha hằng ram ma nang su mi yo ni chang ma ti sam pha quang hô qua đi na ma sơ hô ti sa chê hô ti sa kinh cha nô a kinh cha năng a na đà năng tam ma hằng su mi sam ma năng. Ta không gọi phạm chí vì chỗ sanh mẹ sanh, chỉ được gọi tên suông nếu tâm còn phiền não, không phiền não chấp trước ta gọi bà la môn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Na cha hăng sâm mà nặng ru mi dở ni chăng mát thì sâm pha quăng phổ qua đi na mà sơ hô ti sa chê hô ti sa kinh cha nô ca chinh cha năng a na đa năng ta ma hăng su mi sam ma năng. Na cha ha ram ma năng su mi dở ni chăng mát thì sam pha quăng hồ qua đi na ma sơ hô ti sa chê hô ti sa kinh cha nô a kinh cha năng a na đa năng ta ma hăng su mi sam ma năng. Phải đâu do cha mẹ sanh thai bào giọng giống mà thành bà la môn, nó chỉ là tên gọi suông nếu đeo cấu uể nỗi nguồn dục tham, không phiền não chẳng buộc ràng mới là phạm chí dự hàng chân tu. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Còn thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Nguyên Tịnh, Cẩm Vân, Christina, cô Ái Minh, Xích Trần Đạo, Xích Trần Đông đã hoan hỷ lên ôn bài câu Phật của kinh 396. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới câu pháp của kinh số 397. Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức minh mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay câu pháp của kinh số 397. Và cảm ơn sẵn đồng cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat da ha sa. Ram ma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti sa thất tập ra chấp ca cha ti ca đề sê tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na yan cha ca yan su tan cha băng thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta yên tơ ta tu sạch cha đăng đăng ba bơ tha nay dê ba ri sa dạ mạch chê.
Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, ma 40 năm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Thai giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 397. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. À. Dạ, yeah, sa thú lành thai kính tri ân Sít Ta Nhật Bình. Ủa, âm thanh nghe nhỏ. Rồi, alo, 1, 2, 3 giờ, xin hỏi quý vị nghe rõ chưa? Dạ, yeah, nghe rõ rồi ha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Giá, Nam mô Sang Khai Giá, con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 397. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa, từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Sapa sang yo cha nang che toa. Sapa sang yo cha nang che toa. Đoạn thứ 2. Yo we na paritasati. Yo we na paritasati. Đoạn thứ 3. Sangati gang wi sang yut tang. Sangga ti gang với sang yut tăng. Đoạn thứ 4. Tamahang prumi brahmanang. Tamahang prumi brahmanang. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của 4 đoạn kệ này. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 2 từ. Từ đầu tiên
đây là một hợp từ chúng ta tách ra, sabba cộng với là sang vô chánh ăn. Sang vô chánh á chia theo đối cách, đó, thành ra nó có cái hình thức là ăn. Sabba là mọi hay là tất cả. Sang vô chánh á là kiết sử hay là sợi dây trói buộc. Từ thứ hai, chê toa. Chê toa là sau khi cắt đứt, sau khi chặt đứt. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên, vô, đây là quan hệ đại danh từ, có nghĩa là ai, người nào. Từ thứ hai, quê, đây là một bất biến từ, chỉ sự khẳng định xác định, có nghĩa là thật vậy, quả vậy. Từ thứ ba, na, đây là một phủ định từ, có nghĩa không. Từ thứ tư, paritasati, đây là động từ, chia theo thì hiện tại ngôi thứ ba số ít, theo chữ vô. Paritasati có nghĩa là lo sợ, lo lắng, run sợ. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, sangha tít găng. Sangha tít găng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, sangha cộng với là a tít găng. Cả hai từ này đều từ sangha tít găng và quý sang giúp tăng đều chia theo đối cách hết, chia theo cách thứ hai. Sangha, chữ sang là n có cái dấu chấm ở trên đó, xin lưu ý. Sangha có nghĩa là sự bám níu, sự quyến luyến. Còn atiga, thì atiga ở đây đó là tính lược của cái từ atigata. Mà atigata đó là quá khứ phân từ của động từ atigachati. Thành ra atiga đó có nghĩa là đã vượt qua hay là đã chế ngự. Ở đây mình dịch theo cái hợp từ là sangatiga, sangatiga, sangatigan có nghĩa là đã vượt qua, đã vượt qua được sự quyến luyến hay là đã chế ngự được sự quyến luyến. Sự quyến luyến hay là sự bám níu gì cũng được. Từ thứ hai, quý sang dút tăng. Quý sang dút tăng là sang dút tá cộng với là tiếp đầu ngữ quý. Quý ở đây có nghĩa là ly, ra khỏi hay là ly. Sang dút tá đó là quá khứ phân từ của động từ sang dung chá tiết. Nó có cái danh từ là sang vô chá ná trên. Thành ra quý sang dút tá đó dịch là ly hệ phượng. Ly hệ phượng hay là lìa, lìa bỏ sự trói buộc. Quý sang dút tăng là ly hệ phượng. Đoạn thứ tư này rất là quen thuộc đối với tất cả chúng ta rồi. Tăng, vị ấy, ahang, ta, prumi, gọi là brahmanang, bà la môn. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi nè.
Chúng ta dịch trà văn xuôi. Quê chúng ta dịch trở cái đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai trước. Quê thật vậy. Chê toa sau khi sắp sang vô chá năng, sau khi cắt đứt sắp sang vô chá năng mọi sợi dây trói buộc, vô người nào ná không phá ritasati còn lo sợ. A hăng ta, ta đây là Như Lai đó. Ru mi gọi tăng người ấy. Sang ga tí găng, người chế ngự được sự quyến luyến. Quý sang giúp tăng người ly hệ phược. Má năng là Bà La Môn. Dạ, dịch văn xuôi đó là dịch vậy đó, xin thưa quý vị. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 397. Kính Tri Ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 397. Rồi, hình như sister ai mình nghe không kịp rồi. Thật vậy, sau khi cắt đứt mọi sợi dây trói buộc, người nào không còn lo sợ, ta gọi người ấy phải người đã vượt qua được sự quyến luyến, phải người ly hệ phược là Bà La Môn. Dạ, xích đóng ngoặc mở ngoặc hả? Dạ, không phải đóng ngoặc mở ngoặc đâu. Đóng ngoặc mở ngoặc có nghĩa là bỏ đi đó. Hoặc là lấy cũng được đó. Nhưng mà ở đây đó là phải lấy. Thành ra mình không có bỏ đi đâu. Cái dấu phẩy đó đó là để hai cái tính chất này là định nghĩa cho người ấy đó. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavaṃ taṃ avivādemi svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatippanno phakkhavato sāvaka saṅkho saṅghaṃ namāmi namatu ratana tayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 397. Câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết
Thuyết giảng khi Ngài ngự tại quê Lúa Ná đề cập đến tôn giả hay là tỳ kheo Úc Gác Xê Ná. Úc Gác Xê Ná. Tôn giả Úc Gác Xê Ná là một công tử, con của nhà trưởng giả, tên là Úc Gác Xê Ná. Một lần nọ ở trong thành Rajagaha, có một cái đoàn xiếc cứ 6 tháng hoặc là 1 năm đến để biểu diễn một lần cho vua, quan và người dân thưởng ngoạn. Trong đoàn xiếc đó có một cô vũ kịch rất là xinh đẹp. Thì lúc bấy giờ công tử Úc Cá Xê Ná này đến xem kịch và nói theo kiểu mình là đã bị tiếng sét ái tình với cái cô vũ kịch đó. Về nhà cậu công tử này không ăn không uống, cho nên tướng ốm ao xanh xao gầy mòn. Cha mẹ hỏi ra đó mới biết được cái cớ sự. Và rồi đi xin cưới cái cô vũ kịch đó cho công tử này. Nhưng mà cái ông trưởng đoàn là cha của cái cô vũ kịch đó đó không có cho. Vì rằng cô vũ kịch đó đó là nhân vật chính để hái ra tiền của đoàn. Nếu mà cô vũ kịch đó đó đi theo anh chàng này đó thì đoàn xem như đó là tan rã. Cuối cùng đó, cậu công tử này đành theo đoàn để được cưới cô kia làm vợ. Một thời gian sau, hai vợ chồng sanh được một người con trai. Nhưng mà cái cậu công tử này vì là công tử mà, thì thành ra đó là không có biết chi cả. Do vậy một lần nọ khi cô này cổ nằm đưa con ngủ đó thì cổ hát ru. Cổ hát như là: này con của người giữ xe, con của người chất hàng, con của người chẳng biết làm gì cả, này con hãy ngủ đi. Hát con, nhưng mà qua cái lời hát đó, đó để trêu chọc một cái người chồng vô dụng. Cái cậu công tử này nghe vậy tự ái. Thì xin thưa quý vị, cái cậu công tử này tự ái mà tự ái khôn. Chứ còn nếu mà tự ái ngu đó thì là có thể hằn học lên rồi đánh đập rồi la mắng mắng nhiếc vợ con này, đại loại vậy, thì cái đó là hằn học ngu. Cậu này tự ái khôn, khôn bằng cách đó là cậu này khởi lên tự ái, vậy cho nên đến bái cha chồng làm sư để học nghiệp nghệ. Thì một giờ thời gian sau, cậu này cũng đã học được một cái nghiệp nghệ, đó là cái tài nhào lộn trên khóc. Đến khi học thành thạo rồi thì cậu mới nói với đoàn để đoàn thông báo đến với mọi người. Đến ngày đó cậu này sẽ biểu diễn cái tài nghệ là lộn ở trên không. Xin thưa quý vị, cũng ngay sáng hôm đó, Đức Thế Tôn Ngài quan sát xem trong thế gian này chúng sinh nào hữu duyên để Ngài tế độ. Thì công tử Úc Cá Xê Ná này đã lọt vào trong cái võng mạc của Ngài, cho nên Ngài cùng với Chư Tăng đi đến đó. Thì ngay lúc đó đó là cậu công tử này đang trình diễn những cái màn nhào lộn rất là điêu luyện. Nhưng mà Ngài dùng thần thông khiến cho khán giả không có chú ý đến cái tài nghệ, đến màn biểu diễn của cậu ta, mà là chú ý đến Đức Thế Tôn cùng với Tăng Đoàn. Thì sau khi cậu ta thực hiện xong cái màn diễn xiếc đó, thấy không có ai thưởng thức hết, không ai vỗ tay hết, cho nên cũng khởi lên cái sự buông phiến. Yeah.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết được cái ý nghĩ của công tử Xê Ná đó, cho nên ngài mới bảo ngài Bục Kiền Liên đi đến nói với công tử Úc Xê Ná đó là hãy trình diễn lại các cái kỹ thuật nhà luận trên trên không. Thì tôn giả Mục Kiền Liên đi đến nói với công tử Úc Cá Xê Ná như vậy, và công tử Úc Cá Xê Ná đó đã thực hiện các cái điêu luyện của mình cho, có thể nói ra là cho Đức Thế Tôn, cho tăng đoàn, rồi cho toàn thể dân chúng cùng mà thưởng lãm. Thì sau khi làm xong vậy đó, cậu công tử kia trở xuống mặt đất đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói này Úc Cá Xê Ná, lẽ thường đó thì người trí hằng dứt bỏ cái sự luyến ái đối với các quẩn và ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai, để thoát khỏi cái sự đau khổ, đau sầu muộn như là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Nói như vậy xong, ngài mới thuyết lên một câu kệ: Mun cha pu re mun cha pu cha to mắt che mun cha pha quá sa pa ra hu sáp bát tha vi mút ta ma na so na pu na cha ti cha rằng ape hi si. Sau khi dứt cái câu kệ này đó, thì công tử Úc Cá Xê Ná đã thành tựu được cứu cánh đời sống phàm hạnh, tức là chứng đắc quả vị A La Hán. Cùng với hội chúng đó, rất là nhiều người cũng được ân triêm pháp bảo, đến 84.000, xin thưa quý vị, 84.000 chúng sinh đếm được hương vị của pháp. Sau khi mà Đức Thế Tôn ngài dứt cái câu kệ đó xong đó, thì chư tăng mới thảo luận bàn tán xôn xao rằng là một người có cái xin thưa quý vị cả hai, rồi sau đó đó cái người 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 vợ đó thấy chồng của mình sau khi thành tựu A-la-hán xong thì là chồng đi tu. Người vợ đó thấy chồng mình đi tu rồi thì thôi mình cũng đi tu theo, và đã gia nhập vào ni chúng. Một thời gian sau, người vợ cũng chứng đắc được quả vị A-la-hán luôn. Thời gian chư tăng mới bàn tán xôn xao rằng là tại sao tỳ kheo Úc Cá Xê Ná hay là tôn giả Úc Cá Xê Ná có cái duyên lành chứng đắc đạo quả A-la-hán vậy đó mà lại bị đi làm cái nghiệp nghệ diễn viên xiếc này nè, rồi bị vợ chế bai vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói về cái tiền nghiệp của hai người này, là cả hai người này vừa tạo nghiệp thiện mà đồng thời đó tiếp theo đó lại tạo một cái nghiệp xấu. Đó là vào thời kỳ Phật Kassapa đó. Thì cả hai người này đã cúng dường đến một vị thánh tăng lậu tận, tức là cúng dường đến vị thánh tăng A-la-hán. Cúng xong rồi, sau khi mà cúng xong đó, thì cả hai đã quỳ sụp xuống và phát nguyện là muốn chứng đắc được cái an lạc pháp của ngài. Thì cái vị lậu tận đó quan sát thấy rằng cái nguyện lực này của hai vợ chồng sẽ thành tựu, cho nên đó là ngài mỉm cười. Thì khi hai vợ chồng ngước lên thấy ngài mỉm cười vậy đó, bắt đầu mới khởi lên cái ý nghĩ ngài này ngài mỉm cười giống như là mấy cái hề đó, mấy người siết vậy. Thì xin thưa quý vị, khi mà cúng dường đến bậc lậu tận nào, rồi phát nguyện vậy đó, thì đó là thiện nghiệp. Nhưng mà khi
nhìn thấy cái nụ cười của bậc thánh Lậu Tận đó. À, rồi bắt đầu đó mới có cái ý nghĩ xấu đó, là ngài cười giống như mấy tên hề hay là mấy tên siếc. À, thì đó là cái nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện khi trổ quả khiến cho hai vợ chồng này được gặp Đức Thế Tôn và thành tựu cứu cánh đời sống phàm hạnh, tức là thành tựu được quả vị A-la-hán. À, nhưng mà nghiệp hay là nghiệp xấu, nghiệp bất thiện đó, đó khiến cho hai người này phải trở thành diễn viên siếc. À, trở thành diễn viên siếc vậy. Và một thời gian sau đó, thì Chư Tăng đó mới lại bàn tán rồi hỏi tôn giả Úc-ca-xê-na. Hỏi này chứ hiền giả Úc-ca-xê-na, khi mà hiền giả từ trên cao phóng xuống vậy đó, nhào lộn trên không đó, phóng xuống vậy đó, thì hiền giả có cái sự sợ hãi không? Đó thì tôn giả Úc-ca-xê-na này mới trả lời là: này chư hiền, tôi không có sợ đâu, tôi không có sợ gì cả. À, chư tỳ kheo, chúng ta hiểu là chư tỳ kheo phàm tăng đó, nghe vậy đó mới nghĩ vị này khoe pháp bậc cao nhân, cho nên mới đem mét lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói: này chư tỳ kheo, con của Như Lai đã cắt đứt mọi truyền phước rồi, cho nên không có sợ hãi nữa đâu. Nói như vậy xong, ngài mới ngâm lên câu kệ: Sắp sang vô cha năng thê toa, vô quê na pari tasati, sang gà tí găng quý sang yút tăng, tạ ma hằng rù mi pram ma năng. Đây là câu kệ mà hôm nay chúng ta học. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là: cắt đứt rễ má dây mơ, đoạn lìa trói buộc, chẳng lo sợ gì, vượt xa dính mắc hữu vi, Như Lai sẽ gọi đúng vì Bà La Môn. Và đồng thời quý vị cũng đã nghe chúng tôi chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Chúng tôi dịch ra là thật vậy nè, sau khi cắt đứt mọi sợi dây trói buộc, người nào không còn lo sợ, ta gọi người ấy, người đã vượt qua được sự quyến luyến, người ly hệ phược là Bà La Môn. Đây là ba bản dịch, ba phần tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật này dạy. Xin thưa với quý vị, câu kệ này nằm ở trong phẩm Bà La Môn, mà được gọi là Bà La Môn theo Phật giáo đó, theo như lời dạy của Đức Phật. À, thì Bà La Môn ở đây đó là Thánh Thinh Văn A-la-hán. À, cho nên cái câu kệ này là nói về các cái pháp tính hay là các đức tính của một vị A-la-hán. Là một người đã giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau. Sau khi mà các ngài viên tịch á, thì không còn dư sót bất kỳ một cái loại khổ nào nữa. Sau khi mà viên tịch rồi thì các ngài không còn sanh trở lại nữa. Dạ, sanh trở lại nữa. À, thì thành thử ra đó, tất cả chúng ta nè, học Phật Pháp thì cũng hướng đến cái chỗ này. À, tức là hướng đến cái chỗ làm sao đó để mình không còn bất kỳ một cái loại khổ nào nữa. Làm sao đó để sau khi thân hoại mạng chung, mình cũng không có phải sanh trở lại nữa. À, sanh trở lại nữa. Hay do vậy đó mà mình cũng phải học các cái pháp tính hay là các cái đức tính này, để từ đó đó mà mình bắt chước, sống theo, thực hành theo. Rồi đến khi mà hội đủ duyên lành đó, thì mình sẽ thành tựu được các đức tính, các pháp tính này. Thì lúc đó
mình thật sự là người không còn bất kỳ một cái nhỏ nhoi khổ đau nào nữa. Vậy thì các cái pháp tính ở đây đó là gì? Các cái đức tính ở trong cái bài kệ này đó là gì? Đầu tiên Đức Thế Tôn ngài dạy vô chá năng chê toa, là sau khi cắt đứt, chặt đứt mọi sợi dây trói buộc. Vậy thì mọi sợi dây trói buộc ở đây là gồm có những sợi dây nào? Xin thưa quý vị, ở trong Kinh Tăng Chi cũng có đề cập, Kinh Tăng Chi Pháp Mười Chi nè, hoặc là ở trong phần A Tỳ Đàm, Vi Diệu Pháp, ở trong phần gọi là Bất Thiện Yếu Hiệp đó, cũng có đề cập về 10 sợi dây trói buộc này. 10 sợi dây trói buộc này là mình nói theo tiếng Việt, còn tiếng Hán họ dịch đó là thằng thúc hay là kiết sử. Thằng thúc hay là kiết sử là sợi dây trói buộc. Và mình hiểu đây là sợi dây vô hình. Sợi dây này nè, ngài Hòa Thượng Giác Chánh ngài nói đó là cắt không đứt, bứt không rời, đốt không cháy. Muốn cắt đứt được cái sợi dây này là phải dùng gươm tuệ thôi thì mới cắt đứt được. Vậy thì 10 sợi dây này là gì? Đó là ba sợi dây đầu đó là tà kiến nè, hoài nghi nè, giới cấm thủ. Hai sợi dây tiếp theo đó là phẫn nộ hay là sân giận, rồi là ái dục. Năm sợi dây tiếp theo đó là ái sắc nè, ái vô sắc nè, ngã mạn nè, phóng dật nè, vô minh. Vậy thì tà kiến là gì? Tà là nó đối lại với chánh. Tà kiến đó mình hiểu đó là sự hiểu biết sai. Hiểu biết sai đây tức có dựa trên cơ sở của nhân quả. Dựa trên cơ sở của tam tướng là vô thường khổ vô ngã. Không có dựa trên cơ sở đạo lộ hướng đến từ bỏ tham sân si. Cái đó được gọi là tà kiến. Hoài nghi là nghi ngờ đủ thứ. Ở trong đó đó là nghi ngờ về Đức Phật mà, về giáo pháp mà, về tăng chúng mà. Nghi ngờ về con đường hướng đến từ bỏ tham lam sân hận, si mê, vân vân. Giới cấm thủ tức là mình chấp chặt vào một cái giới điều nào đó mà mình không có hiểu biết về cái lợi và bất lợi của nó. Nói gọn lại đó là mình tu theo một cái giới cấm ngoại đạo, tức là ngoài Phật giáo ra. Ái dục tức là sự quyến luyến bám biếu, là thích thú ở cõi dục, ở năm cảnh là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Còn phẫn nộ hay là sân giận đó là sự bực bội, tức tối, là quát tháo, mắng nhiếc, đánh đập. Đó là năm cái sợi dây trói buộc đầu. Năm sợi dây trói buộc sau là ái sắc. Ái sắc là sự quyến luyến bám víu vào thiền sắc giới và cõi sắc giới. Ái vô sắc là sự quyến luyến bám víu vào thiền vô sắc, cõi vô sắc. Ngã mạn là cống cao hống hách, kiêu căng tự phụ, và so sánh mà không có dựa trên cơ sở của trí tuệ, tức là so sánh sai. Rồi ngã mạn, phóng dật. Phóng dật là tâm mình cứ lao chao, chạy theo trần cảnh, không có trụ lại một chỗ nào cả. Cuối cùng là vô minh. Vô minh là không có hiểu biết.
À thì không hiểu, không biểu hiểu biết ở đây là không hiểu biết cái gì. À, không có hiểu biết rằng khi nào mà mình còn tồn tại vậy nè là còn có khổ. À, rồi sở dĩ mình còn tồn tại này là gì? Do mình còn lòng tham. À, do còn ham này ham kia, đủ thứ ham. Thì thành ra đó là mình mới còn tồn tại. Và không có hiểu biết rằng khi nào không còn tham lam, không còn sân hận, không còn si mê, đó chính là niết bàn. Và không hiểu biết được rằng để chấm dứt được tham lam sân hận si mê đó thì buộc lòng nè mình phải suy nghĩ nói làm dựa trên cơ sở của bát chánh đạo. À, dựa trên cơ sở của bát chánh đạo. À, thì lúc đó mới từ bỏ được tham lam sân hận si mê. 10 sợi dây trói buộc vậy đó. Thì với người nào đó mà không còn được cái sợi dây trói buộc, không còn 10 sợi dây trói buộc này nè. À, thì người đó đó Đức Thế Tôn ngài nói đó là na pari tasati, không còn lo lắng, không còn lo sợ. À, không còn lo lắng, không còn lo sợ. À, thì ở trong cái phẩm mà chúng ta đã học rồi, ở trong đó Đức Thế Tôn ngài dạy là gì? Tham, ha, tham dục, tham ái, tham lam sinh ra sầu, sinh ra đau khổ. Ai không còn tham lam, không còn tham ái, không còn tham dục đó, thì không còn sầu, đau sợ hãi. À, vậy thì là lo sợ này chính vì do còn có dục ái nè, sắc ái nè, vô sắc ái, cho nên đó, mới dẫn đến có cái lo sợ này. À, thì thành thử ra đó là với những ai mà không còn dục ái nè, tức là không còn sự thích thú quyến luyến nè, bám níu ở trong cõi dục này, trong năm cảnh dục này, không còn quyến luyến, không có bám víu vào ở trong các cái thiền lạc, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, không còn quyến luyến bám víu vào cõi sắc, cõi vô sắc, thì người đó không còn lo sợ, không còn lo lắng, không còn run sợ, không còn sợ sệt chi chi nữa. Dạ, không còn sợ sệt chi nữa. À, thì Đức Thế Tôn hay gọi cái người đó đó, gọi người đó đó, tăng tu mi. Thì người đó đó là người Sangatigan. Sangatigan là người đã chế ngự hay là đã vượt qua được sự quyến luyến, sự bám níu. Vậy thì sự quyến luyến, sự bám níu ở đây đó là quyến luyến cái gì, bám níu cái gì? Nếu mà mình nói gọn nữa nha, nói gọn á, thì quyến luyến bám níu trên phương diện vật dục. Rồi quyến luyến bám víu trên phương diện phiền não dục. Còn mà mình diễn giải ra thì là như là quyến luyến của cải tài sản nè, quyến luyến nhà cửa nè, quyến luyến công ăn việc làm nè, quyến luyến bám níu vào cái đó, quyến luyến bám níu vào vợ con nè. Rồi còn quyến luyến bám níu vào cái gì nữa sư tú vậy? Quyến luyến bám níu vào mạng sống, sự sống. Ai cũng muốn sống hết đấy sư tú vậy. Và từ cái chỗ ai cũng muốn sống đó ra rồi nè, dẫn đến cái chỗ là gì? Quyến luyến bám níu vào sanh ý. Đó sanh ý. À, vì từ cái sự sống đó mới hướng đến chỗ là gì? À, mình đang sống ở Việt Nam thì là ước muốn nè, qua châu Âu, châu Mỹ để sống, sống ở cõi người đó, hưởng thụ dục lạc ngũ trần, thấy nó chưa có đã, thì thành ra ước muốn là được làm tiên ở các cái cõi dục cao cao hơn tiên. Rồi bắt đầu là gì? Ở các cõi dục đó, thì thấy cái sự hưởng thụ dục lạc ngũ trần đó nó cũng có cái sự sai khác,
chưa có đã lắm, thì thành ra là gì, quyến luyến bám níu vào các cái thiền lạc, là sự an lạc ở trong thiền nó không có thay đổi. Cái bắt đầu đó là mơ tưởng đến là làm phạm thiến, đó là quyến luyến, mạng sống quyến luyến sanh đi. Và nói gọn đó là quyến luyến ở trong phước hữu lậu. Quyến luyến bám níu trong phước hữu lậu. Thì xin thưa quý vị, đó là đối với tất cả phàm phu đó, ai cũng có cái này cả. Thành thử ra đó là ở trong cái bài kệ của ngài Rathabala đó mới nói đó là tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam. Chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ từ bỏ gian sơn, dẫu biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa muốn biên thùy rộng mãi. Từ bần dân đến vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham, tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành, nhân phải bỏ tay buông xuôi nhắm. Ngài nói vậy đấy sư tôi. Từ bần dân cho đến vua chúa đó, ai cũng còn có cái quyến luyến, ai cũng còn có cái bám níu cả. Từ cái chỗ quyến luyến, từ cái chỗ bám níu đó mà khi ra đi vẫn còn có cái để tiếc nuối. Là mình sống chưa đã cho nên chết cái mình cũng còn tiếc nuối. Rồi mình có con có vợ nè, tiếc nuối. Mình có của cải đó đó, đi chết đi tiếc nuối. Tiếc nuối. Thì vì do đó ha, người này đã cắt đứt hay là chặt đứt được 10 sợi dây trói buộc rồi. Thì trong 10 sợi dây trói buộc đó là có ái dục nè, ái sắc, ái vô sắc, thì thành thử ra là gì? Người này không còn quyến luyến, không còn bám níu nữa, không còn tiếc nuối nữa. Chết lúc nào thì là đi lúc đó. Giống như ngài một bậc thánh tăng đã nói, tôi không sợ cái chết, nhưng mà vì chiếc lá nó chưa có đến cái lúc nó lìa khỏi cành, thì thành ra đó là gì? Chiếc lá đó nó vẫn cứ nằm ở đó. Điều đó có nghĩa là gì? Khi hết nghiệp, hoặc là hết phước, hoặc là hết cả nghiệp lẫn phước, thì lúc đó gì đó sẽ ra đi. Lúc đó gì đó sẽ ra đi. Thì với một cái người mà có cái tâm trạng sống như vậy, điều đó có nghĩa đó là người đó không còn quyến luyến, không còn bám níu, không còn thích thú bất kỳ một cái chi nữa, dù cho cái đó là nhỏ ở trên cuộc đời này. Ở trên cuộc đời này thì xin thưa quý vị, cái tâm thái kiểu này nè, cái não trạng sự hiểu biết kiểu này nè, là của bậc thánh lậu tăng. Của bậc thánh lậu tăng. Đó là một pháp tính, đó là một đức tính. Pháp tính, đức tính thứ hai là quý sanh dút tăng, là ly hệ phước. Thì ở đây chúng ta chiết tự ra đó ha, thì là quý cộng với là sanh dút tác. Mà quý là lìa hay là ra khỏi, mà sanh dút tá đó là quá khứ phân từ của cái động từ sanh dung chá tí. Sanh dung chá tí có cái quá khứ phân từ là sanh dút tăng, rồi có cái danh từ đó là sanh vô chá ná. Sanh vô chá ná thì thành ra đó là quý sanh dút tá hay là quý sanh dút tăng. Ở đây mình hiểu ra là ly hệ phược, tức là gì? Là lìa xa, là cắt đứt các cái sợi dây trói buộc. Cắt đứt các cái sợi dây trói buộc. Thì sợi dây trói buộc ở đây đó mình hiểu có hai ha. Nếu mà mình ở trong cái cõi dục này đó, thì có hai. Đó là vật dục. Vật dục như là vợ con nè, nghề nghiệp nè,
nhà cửa nè, tiền bạc nè, vân vân. Dạ vân vân. Như là cái cậu công tử Út Cá Xê Ná này, cái lúc mà có vợ, cái lúc mà có con, rồi đắm nhiễm, trước khi có con đó, thì là cậu này đắm nhiễm vào cái cô vũ kịch, đắm một vũ kịch. Vậy thì cái cô vũ kịch đó đó là vật dục để trói buộc cậu công tử này. Rồi đến khi đó, thì con là vật dục để trói buộc cái cậu công tử này. Rồi cậu công tử này cũng có nhà, có nghề nghiệp. Thì khi mà có nghề nghiệp là tạo ra của cái vật chất. Thì nhà cửa nè, nghề nghiệp nè, của cái vật chất đó là vật dục để trói buộc cái cậu này. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, đó là vật dục thôi. Và đó là mới khía cạnh của vật dục. Mà cậu công tử này bị trói buộc còn bởi các cái sợi dây vô hình nữa. Và có cái còn bị trói buộc bởi các cái sợi dây vô hình nữa. Nếu mà cậu công tử này không còn lòng tham, không còn lòng ái luyến đó, thì cậu công tử này đâu có thích cái cô đó. Từ chỗ thích cái cô đó dẫn đến có con. Từ chỗ có con thì cậu này đó mới phải đó là gì? Học để thành tựu cái nghiệp nghệ. Rồi tự hào nè, tự kêu nè, tự mãn về cái nghiệp nghệ đó của mình. Thì thành thử ra đó, bên cạnh bị các cái vật dục trói buộc, thì còn bị các cái sợi dây vô hình trói buộc. Sợi dây vô hình trói buộc ở đây đó, mình hiểu đó là 10 sợi dây trói buộc, hay là thập kiết sử. Dạ, thập kiết sử. Thành thử ra đó là ly hệ phược ở đây đó, là ly hoàn toàn vậy. Là rìa khỏi hoàn toàn, không còn bị vật dục trói buộc ràng buộc nào, mà đồng thời cũng không còn bị phiền não ràng buộc trói buộc nữa. Và đến khi mà cậu công tử này đã thành tựu A-la-hán thì lúc đó, đó mới xuất gia, mới xuất gia, từ bỏ vật dục, tức là gì? Bỏ vợ, từ bỏ con, bỏ cha mẹ, từ bỏ nghề nghiệp, từ bỏ của cải tài sản vật chất, đi xuất gia. Nhưng mà xin thưa quý vị, vì cậu này đó đã thành tựu được quả vị A-la-hán lúc còn là một người diễn viên xiếc, thì thành thử ra ngay lúc đó cậu này cũng đã từ bỏ luôn phiền não dục rồi. Từ bỏ luôn phiền não dục rồi. Nhưng mà chúng ta là hiểu rộng ra tí, là cũng có người là phải từ bỏ các cái vật dục này. Trên cơ sở từ bỏ các cái vật dục này này dẫn đến dễ dàng từ bỏ được phiền não dục. Thì với những ai đó mà từ bỏ được cả hai vậy đó, thì người đó được gọi là quý tăng vô tăng. Và người có hai cái pháp tính này, người không còn sự quyến luyến bám níu, người ly hệ phược, thì Đức Thế Tôn Ngài gọi người này nè là Bà La Môn. Là Bà La Môn. Thì Bà La Môn ở đây đó, mình hiểu đó là bậc thánh thinh văn lậu tận, hay là bậc thánh thinh văn A La Hán. Vậy thì Ngài gọi bậc thánh thinh văn lậu tận đó là Bà La Môn. Bây giờ chúng tôi xin được thử hỏi bà con chúng ta ở đây, chứ mình được gọi là Bà La Môn chưa? Chưa. Nếu chưa vậy thì mình cố gắng phát triển tu tập làm sao để mình thành tựu được hai pháp tính này. Là gì ? Không còn quyến luyến, tức là không còn sự quyến luyến, không còn sự bám níu vào cõi dục, cõi sắc giới, cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Tức là không còn quyến luyến bám níu ở trong tam giới này nữa. Mà không còn quyến luyến bám níu ở trong tam giới này đó, mình hiểu là gì? Gọn lại đó là không còn quyến luyến bám níu ở trong sanh y, không còn quyến luyến bám níu ở trong sanh thú. Sanh thú là cái chỗ trú, mà sanh y đó là loại, loại chúng sinh trú. Thì với ai đó mà không còn cái sự quyến luyến bám níu vậy đó, thì người đó đó
không còn bất kỳ một cái sự ràng buộc nào nữa ở trong tam giới này, dù cái ràng buộc đó thuộc về vật dục hay là phiền não dục nhỏ nhoi chút ít cũng không còn. Người như vậy thì sau khi thân gọi mạng chung đó, mới không còn sanh trở lại nữa. Mình bản thân của mình đó, học Phật ước muốn, mong muốn rằng sớm ngày hết khổ đó, thì mình nên tập. Dạ, mình nên tập cái đó. Tập từ bỏ các cái vật dục dần dần. Sao đó, để cho các cái vật dục này nó đừng có cột chặt mình quá. Với những ai đó mà có nhà thì làm sao đó, đừng để cái nhà đó nó cột chặt mình quá. Nó cột chặt mình quá có nghĩa là cái gì? Đi đâu mình cũng không có dám đi. Có con cái đó, đừng để con cái nó cột chặt cái chân mình quá. Cột chặt tức là đi đâu cũng không dám đi. Có công ăn việc làm, có của cải cũng vậy. Làm sao đó để những cái vật dục đó nó đừng có cột chặt mình quá. Thì để hiểu được cái điều này thì xin thưa quý vị, mình cũng phải hiểu ra được rằng cứ khi nào mà mình còn tai nè, còn mắt nè, còn tai nè, còn mũi nè, còn lưỡi nè, còn thân nè, còn cái tâm này nè, thì khi đó là gì? Còn con mắt thì hên là mình được nhìn cảnh tốt, nhưng mà xui đó là mình bị nhìn cảnh xấu. Còn cái lỗ tai này thì hên mình được người ta khen, hên đó thì là mình được người ta dạy cho mình lời hay lẽ đẹp, lời hay lẽ phải, dạy chân lý, dạy giáo lý cho mình. Mà còn xui xui đó thì là bị người ta mắng nhiếc, bị người ta chửi bới, bị người ta phỉnh dụ. Thấy ra vậy cái bắt đầu là mình mới có cái sự sợ hãi chán chường từ chỗ đó đó. Thì bản thân của mình mới cam tâm tình nguyện cởi dần cái sợ, những cái sợi dây trói buộc đó ra. Thì khi mà mình cởi dần những cái sợi dây trói buộc vật, thuộc về vật đó ra đó, thì dần dần dẫn đến nó mới hỗ trợ cho mình cởi bỏ được những cái sợi dây trói buộc vô hình. Cởi từ từ vậy đó xin thưa quý vị, chứ không phải là đùng một cái đó là mình cởi được liền đâu. Thì thành thử ra có những người nói rằng cái gì đó, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Thấy ở trong kinh sách nói gì Đức Thế Tôn là thuyết tu, câu kệ có bốn đoạn như nãy chúng tôi đọc. Thì người đó trở thành bậc A-la-hán liền, sướng quá, đã quá. Đâu có cần tu chi cho nó lâu như kìa. Thật xin thưa quý vị, để có được một khoảnh khắc, một phút, một chút huy hoàng đó đó, là cái người đó đó, người ta đã tu rất là lâu rồi. Có khi đó là cả trăm ngàn đại kiếp, có khi là cả A Tăng kỳ kiếp, chứ không có phải đó là một sớm một chiều, ngày một ngày hai mà thành tựu được chảy đâu. Do vậy đó đòi hỏi chúng ta là gì? Luôn luôn phải có cái sự chăm chỉ, tinh tấn, siêng năng, nỗ lực, để mình không có bị rớt lại, mình không có bị dừng lại. Thì khi đó đó, một ngày nào đó mình mới tháo ra được các cái loại sợi dây trói buộc này. Để ước mong bản thân của chúng tôi cũng như tất cả quý vị sẽ được tháo bỏ các cái sợi dây trói buộc thuộc về vật, thuộc về vô hình này trong một ngày sớm nhất. Xin được chấm dứt cái thời giảng với giảng pháp với đề tài là câu kệ pháp cú số 397 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều đến toàn thể quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là vua trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, Diêm Vương, chư Tha Hộ Pháp. Chư thiên ngự tại các tự viện, chư tăng ni đang ở, cầu mong chư thiên tùy phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng
bài học câu Pháp Cú số 397 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư. Avatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddhanu bhavena sada sati bhavantu te. Avatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammanu bhavena sada sati bhavantu te. Avatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sanghanu bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương mơ hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sang thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Mẫn, thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn mài và học Pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia Đê Quá Ta Sâm Ti Vi Ha Ra Qua Si Ni Thu Pê Gá Rê Bồ Thi Gá Rê Tà Hình Tà Hình Ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa đề thề ra cha mát cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pan tu te Cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa tuyết cha te sắp về pi đúc khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng ta tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô tu sa mắc vô wa Atta ya cha hi